bây giờ phải nghe tôi. Từ đây là kế hoạch marketing gì đó, rồi làm ăn cái gì đó là dẹp qua một bên hết. Phải là nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe mạnh lại, rồi muốn làm gì làm. Đừng có cãi tôi, đừng nói cái gì hết. Bây giờ tôi nói là phải nghe, ngồi im thôi, không có làm gì hết á. Có làm gì thì kêu tôi. Ngừng thở luôn, không được thở nữa. Chết luôn á. Giỡn thôi, tôi không có sao. Bà với anh Nam làm gì lo dữ vậy? Sao mà không sao được. Em chỉ bị viêm dạ dày thôi mà. Bệnh nhân Lê Thanh Ngân, nặng 43kg, cao 1m6, chẩn đoán viêm dạ dày, suy nhược cơ thể, rối loạn tuần hoàn máu. Không sao hả? Một đống bệnh luôn nè, vậy mà không sao hả? Nhưng mà nghỉ ngơi 1-2 bữa là khỏe à. Em khỏe rồi em cõng anh với lại cầm chạy vòng vòng vườn rau của mình còn được. Giờ này còn giỡn nữa, hay quá ha. Em đó, anh nói rồi, ở trong bệnh viện 1-2 ngày theo dõi có làm sao. 1-2 đồ về mà nhà xa bệnh viện nữa. Hay lỡ mà đêm hôm có gì sao? Nhà có hai người gái à. Thôi vậy đi, tối nay anh ngủ lại đây để lo cho em chứ gì anh không yên tâm đâu. Bớt ngủ lại đây đi nha. Ở đây có tôi lo cho Ngân được rồi. Bớt lấy cái cơ hội đó mà ngủ ở nhà tôi đi. Ủa bà cầm gì vậy? Sao suốt ngày bà nghĩ xấu tôi không vậy? Có tốt đâu, bà kêu người ta nghĩ xấu. Ủa vậy chứ bà tốt ha. Thôi thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa. Cãi nhau em mệt hơn em xỉu liền á. Anh Nam nè. Thôi anh về nghỉ ngơi đi. Có cầm lo cho em là được rồi. Thấy chưa cầm, con gái người ta nói chuyện nhỏ nhẹ vậy đó. Ai như bà, con gái mà quăng bơm không. Quăng hồi nào? Mới quăng bơm đó thấy chưa? Ủa làm gì vậy? Làm gì vậy? Tình lửa nè. Giờ quăng bơm, quăng bơm. Thôi được rồi, mệt quá rồi nè, tôi về. Đi về đi. Dặn thuốc cái đã. Ngày con gái như đàn ông vậy đó. Nè, to này nghe. Cái này á là uống sau khi ăn. Còn cái này á sau khi ăn rồi uống. Khác nhau chỗ nào? Không, cái này ngậm, cái này ngậm chứ không có uống. Cái này ngậm sau khi ăn rồi uống. Rồi ngậm sau khi ăn, rồi sau khi ăn rồi uống. Là sau khi ăn là vừa ngậm là vừa uống. Là ngậm trước hay là uống trước? Hình như một lượt á. Đâu vừa ngậm vừa uống tôi coi. Tào lao. Lúc mà bác sĩ dặn tôi coi đó nha, tôi nghe hết, không có dặn như mấy người. Gì không nói, mày đặt câu hỏi làm nói tùm lum hết trơn. Không biết mày nói mà, đi về đi. Rồi, đi về nha. Sáng ngày mai, anh sẽ có mặt ngay tại đây để thăm em. Bây giờ mình vô trong mình nghỉ ngơi. Ra ngủ ngoài cổng kìa, đừng về, sáng mai có mặt sớm. Rồi, đi vô. Chồng anh Nam hoài à. Rồi. Đi ra, làm gì vậy? Để tôi về. Đi vô cục cưng. Ngân. Sao ra nông nổi như vậy hả con? Thôi. Ôi, đi với chú. Đi về thành phố với chú, nhanh lên. Ô khoan, nhìn chú quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi, gặp mấy lần luôn á. Đi ra phía sau nhà nè, đào mấy củ gừng với tôi để nấu nước cho Ngân uống. Đi. Đào gừng điên mình đi, rủ tôi làm chi? Đi. Thôi điên mình đi, không nhìn, tại nhìn chú thấy ở đâu rồi. Đứng ở đây một hồi muối mặn gừng cay bây giờ. Không, đi. Mặt mày quen lắm thiệt. Quen tôi không? Quen tôi không? Sao từ đầu bà không nói tôi biết chuyện này? Chuyện của Ngân, Ngân không cho nói sao nói. Bà thôi đi. Ông phải phấn chấn lên. Ông mà buồn á là không có ai phụ tôi làm việc đâu á. Mà sợ là không có người phụ bà làm việc thôi đúng không? Chứ đâu lo lắng gì tôi. Đồ ngốc. Không lẽ phải nói quịch tẹt ra để ông mới hiểu. Nhưng mà không sao, dù gì thì họ cũng chỉ là đang yêu nhau thôi. Coi như đây là thử thách trong công cuộc chinh phục Ngân. Tôi nhất định sẽ cạnh tranh công bằng cho tới cùng. Bà ủng hộ tôi mà, đúng không? Đi về. Vậy? Đi về. Đi đào gừng cho Ngân. Trong nhà tôi có rồi. Vậy khỏi đào. Đâu à? Đi vô, chăm sóc Ngân. Đi về. Thôi khủng. Nhà tôi không cho. Đi về.
Em có sao không? Không sao. Mà chừng nào mới tới vậy? Cái gì mà xa mà lâu quá vậy? Gần tới rồi. Mà nè, lần này về em phải đền bù cho anh đó nha. Vậy anh mất thời gian để hộ tống tiểu thư xinh đẹp đến cái nơi khỉ ho cò gái này. Em cũng hy vọng là chuyến đi lần này có nhiều điều thú vị, với lại có những thứ mà em cần biết giống như anh nói á. Chứ thật sự là bây giờ em rất là khó chịu á. Tất nhiên là sẽ có rồi. Vì từ nhỏ tới giờ chỉ có ông anh của anh là làm em thất vọng thôi, chứ anh thì chưa từng. Có đúng không? Em ổn hả? Sao? Em đi nổi không? Theo anh. Sao? Vô chưa? Sao chú biết con ở đây mà tìm? Con còn nhớ chú hay nói gì không? Nếu như con bỏ trốn bất cứ nơi nào, chú sẽ đi tìm. Con đâu có bỏ trốn. Đây là cuộc sống mà con mong muốn. Một cuộc sống giản dị, bình yên. Mỗi ngày trôi qua mà không cần phải để ý tới sắc mặt của người khác. Con nói con không bỏ trốn, vậy tại sao nó dối là đi du học? Con đâu còn sự lựa chọn nào khác. Con chỉ muốn mẹ con được hạnh phúc. Vậy có bao giờ con nghĩ thoáng qua nhớ tới chú hay không? Nhà xảy ra nhiều chuyện lắm chú. Rồi về đây bắt đầu khởi nghiệp nữa. Con đã còn thời gian để lo những chuyện khác. Những chuyện cũ của con với chú chỉ là chuyện của quá khứ. Tình cảm nhất thời bồng bột, con nghĩ là chú sẽ quên được mà.
tại vì con cũng đã quên. Chú nên đi về nhà đi. Nếu như không á, bà nội sẽ la đó. Ừ, không có gì hết á. Coi như là bây giờ hả, bà có thể là lừa dối hả cả thế giới luôn. Lừa dối ba mẹ bà, lừa dối tôi luôn. Nhưng mà có lừa dối được bản thân mình không? Hả? Không được thì cũng phải được. Bây giờ tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tình cảm này ngay từ đầu đó là một sai lầm. Tôi không nên biết sai mà cứ lao đầu vào. Em cứ muốn khóc quá thì khóc đi. Anh nói gì? Anh biết em từ nhỏ, anh rõ em quá mà. Em không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Đừng có cố gắng che giấu nữa. Em ghét nhất là ai cố tỏ ra là hiểu em. Cô gái đó tên là Ngân. Chắc em cũng nghe kể về chuyện tình cảm của hai người rồi đúng không? Vậy là anh cố tình đưa em tới đây để thấy điều này không? Không phải. Anh cho người theo dõi Khôi và muốn đưa em đến đây là để giúp em. Giúp em hả? Anh nghĩ là em cần anh giúp gì? Giúp em giành lại Khôi. Mặc kệ cô gái đó là ai, thiên ý này chưa bao giờ thất bại. Và điều gì em đã muốn rồi thì nhất định em phải có cho bằng được. Hey. Anh không ngờ ông Khôi dành tình cảm sâu đậm cho Ngân đến như vậy. Em không quan tâm. Anh đừng có nhắc tới hai người đó nữa. Anh thật không hiểu nha. Em là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại vừa quyến rũ nữa. Vậy mà ông không chọn, ông lại chọn Ngân. Ông hành của anh đúng là không có mắt nhìn người mà. À, anh biết rồi.
Chắc con nhỏ Ngân này á, nó có cách gì đó để quyến rũ anh Khôi thì sao ta? Tại vì bắt Kim á nha, ngăn cản cái chuyện tình cảm này rồi, mà anh Khôi vẫn kiên quyết phản kháng lại. Nè, anh thôi đi được không? Em đã nói là em không quan tâm rồi, tại sao anh cứ nhắc hai người đó hoài vậy? Thì anh chỉ muốn giúp em thôi, giúp cho em biết được là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ý anh là sao? Em là một cô gái thông minh thì phải hiểu chứ. Sắp có nhiều chuyện hay để coi rồi. Ngân, chú chưa về nữa hả? Làm sao chú về được? Con như vậy chú không yên tâm. Có gì mà không yên tâm? Cuộc sống của con những ngày qua rất bình thường, thậm chí là rất vui vẻ và hạnh phúc. Con xin chú đừng có làm phiền cuộc sống của con nữa được không? Làm phiền? Như vậy gọi là làm phiền sao? Phải, chú rất phiền. Con thấy rất khó chịu về sự xuất hiện của chú. Chú làm ơn trả lại cho con cuộc sống bình yên và hạnh phúc được không? Chú sai à? Quan tâm lo lắng người mình yêu là sai sao? Không những chú sai mà con cũng sai nữa. Tình cảm này ngay từ đầu đó là ngộ nhận. Nói cho chú biết, chẳng có chuyện yêu đương gì ở đây đâu. Ngân, con bé Tiền Ý có vẻ rất thích thằng Khôi. Hay là nhân dịp này mình tác hợp cho hai đứa nó, sẵn tách thằng Khôi ra khỏi con Ngân luôn. Nên nào cho biểu coi. Dạ. Dạ, bà mới kêu con. Chứ không lẽ tôi kêu ai tên Ninh? Dạ. Nè. Dạ. Hôm qua cậu Khôi đi đâu vậy? Dạ, hôm qua cậu Khôi đi mình. Ừ. Mà có để ý thấy cậu Khôi gặp Thiên Ý không? Dạ có, có. Gặp ở đâu? Dạ ở công ty. Ngoài công ty? Không, gặp trong công ty, còn ngoài công ty không gặp. Thường thường gặp trong công ty, đi ngang qua nói, thí dụ như chào. Thôi, 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 đủ rồi, đủ rồi. Dạ. Tôi không cần hỏi mấy cái đó. Dạ. Cậu đang làm gì? Dạ con tài xế. Đang làm cái gì? Dạ con đang lao xe. Ra ngoài lao đi. Ủa nãy bà mới kêu con mà. Hết chuyện rồi. Dạ con đi. Hỏi trả lời cũng như không. Nến à. Dạ. Bà kêu con bà. Nè, một lát chiều đi qua nhà cô Thiên Ý, rước cô Thiên Ý qua đây ăn cơm nghe chưa? Dạ. Rồi, ra lo xe tiếp đi. Hết chuyện rồi. Ủa bà, con có làm gì cho bà buồn không? Sao con thấy bên đây bà lạ với con quá. Không có gì hết, ra lo xe đi. Nhớ à. Dạ. Bà kêu con. Tôi kêu Như. Không phải kêu con hả? Không. Ra lao xe đi.
Nhớ. Dạ dạ. Dạ bà kêu con. Tên Nhừ tôi kêu Nhượng, lại tôi kêu ai? Dạ thì đúng rồi, bà kêu con. Nè. Dạ. Gọi điện thoại cho cô Thiên Ý. Dạ. Hỏi cô Thiên Ý là thích ăn món gì. Dạ. Rồi đi chợ nấu cho cô Thiên Ý ăn chiều nay. Dạ con rõ. Ừ. Dạ bà ơi. Chuyện gì? Con nói này, bà đừng la con nha. Nói đi. Dạ bà ấy, bà ứng lương cho con để con mua cái smartphone. Dạ. Bà đặt smartphone nữa hả? Dạ tại vì điện thoại con nó hư rồi. Mà con nghe nói cái smartphone đó, cái mình ghi vô trong đó mình nhớ dai hơn. Rồi có gì nó chọt chọt, nó quẹt ngang vậy nè. Với lại mai mốt con cũng khỏi ghi luôn. Bà nói gì cái con bấm cái nút đó, cái con thu cái dòng của bà luôn. Cái con mở ra y hệt vậy, con làm vậy cái con không có quên nữa. Con có chọt chọt hay là cái gì quẹt quẹt á thì quên cũng vẫn là quên. Đừng có diện lý do. Bài đặt muốn đòi hỏi theo người ta thì nói đại đi. Thôi được rồi, để tôi ứng tiền rồi giờ mua cho cái smartphone. Dạ con cảm ơn bà. Có cái smartphone rồi. Cười gì? Tôi biết hết rồi. Biết gì? Smartphone. Rồi sao? Nhớ tôi đúng không? Muốn mua smartphone rồi đi làm về nhà nhớ tôi, chụp hình tôi rồi dở smartphone ra coi đúng không? Vô duyên vô dùng, ở đâu ra vậy? Làm gì nhớ ông? Tôi coi mấy anh diễn viên Hàn Quốc đẹp trai thì không đã à, coi ông. Ủa, tôi cũng đẹp mà. Ơi, bỏ cái mơ tưởng ảo quyền đi nha, cốc chữa. Ra lau xe đi. Cháu nội này tự nhiên đâu mà suy nghĩ kỳ cục quá trời. Ôi, chụp hình để nhớ ổng mở ra xem. Ủa đâu hết trơn rồi? Ngân ơi! Cầm ơi! Bà Cầm ơi! Bà Cầm! Bà Cầm ơi! Gì? Gì mà qua nhà tôi là la lối ầm sầm vậy? Thì không có ai, tôi kêu thôi chứ sao vậy? Đây đây đây! Nè! Tôi đem qua cho Ngân á nha. Nè! Canh súp nè nha. Rồi có hả? Đây! Gà hầm thuốc bắc ngon tuyệt vời. Xong! Có món này nữa nè. Đó! Món ăn vặt. Bánh rán trộn nè. Rồi còn có cốc ngâm nè. Rồi bắp rang bơ nữa nè. Đó! Ông mắc cười quá! Đem qua đây chê nhiều vậy? Bộ tưởng là tôi không chăm sóc được cho Ngân hả? Có đâu, tôi sợ bà là làm mệt cho nên tôi phụ bà, với bà biết rồi đó. Mẹ tôi làm gà hầm xuất sắc luôn. Cầm. Ừ? Ngân đâu rồi? Trong phòng á. Dạ. Yeah. Đâu à? Thì vô thăm Ngân. Vô phòng gái người ta thăm luôn. Quên. Mời bạn ngồi. Ngồi tâm sự cái coi. Dạo này Ngân á, còn buồn không? Vẫn vậy à, mà uống thuốc ngủ rồi. Thiệt tình, nói tới là tức ghê. Đang yên, đang lành, tự nhiên có ông chú đâu xuất hiện làm rối đời hình hết trơn. Thôi đi, người ta cũng là giai chú đó, chú của Ngân nữa, đừng ăn nói vậy. Tôi thẳng tính, có sao nói vậy thôi. Mà nói thiệt nha, tôi nhìn tổng thể ông đó không có đàng hoàng gì chứ. Người ta vừa đẹp trai, vừa là giám đốc một công ty, mà so lại mình đi, ai hơn ai mà nói người ta không đàng hoàng. Ồ, ngộ he. Gì ngộ? Sao tôi nói cái gì vậy? Ông cái bà cũng mình chậm chập vậy hả? Ừ thì... Đừng có nói là để ý ổng người nghe. Nó điên khủng vậy? Thôi. Đi coi. Ý, bị tôi nói trúng tim đen rồi. Thôi đi. Chứ gì nữa? Không? Phải không? Trúng tim đen rồi. Không có. Chiu. Đi về. Ủa gì vậy?
qua thăm Ngân chưa kịp gặp Ngân, đủ tôi về. Gặp tôi được rồi, còn đồ này tôi đưa cho Ngân. Thôi, cái này tôi phải tận mắt thấy Ngân ăn tôi mới chịu. Về không? Về, về, nhưng mà nhớ nói là mấy đồ này tôi mang qua nha. Nó là Nam mang qua cho Ngân nha. Biết rồi, đi ra đi. Chúng tìm đèn. Ngân tối ngày con cầm ở đây nè bao nhiêu năm rồi, có nấu cho nó ăn được bữa nào đâu. Trời ơi, người gì mà đẹp dữ vậy trời. Hú hồn luôn. Wow. Bắt quả tang. Quả tang gì? Nè, tôi thấy từ lúc mà có smartphone là tôi thấy là suốt ngày cắm đầu vô cái smartphone nha. Tôi nói rồi nha, yêu thì yêu đó, thương thì thương đó. Nhưng tôi báo bà chủ đuổi việc, có ngày đừng có trách tôi á. Ủa mắc gì bà chủ đuổi việc tôi? Công chuyện tôi làm hết rồi, tôi rảnh thì tôi coi thôi. Ảnh hưởng gì? Ông mắc cười quá. Có gì kệ tôi. Coi gì vậy? Trai đẹp. Ủa ngộ quá à. Trai đẹp sờ sờ ở đây không coi, đi coi trên mạng. Tốn internet, tốn 3G. Lãng phí tiền bạc vô cùng. Ý ông nói là ông đẹp á hả? Ý cái gì, cho nó thẳng với mặt tôi luôn chứ ý gì. Cái đó là ông nói, ông tự cho ông đẹp chứ tôi đâu có cho ông đẹp đâu mà tôi coi. Trời ơi, cái mặt gì cân đối vậy mà không đẹp hả? Vừa xấu vừa vô duyên coi làm gì. Trên đây nè, đẹp thấy nóng lạnh luôn đó. À, thấy chưa, cái chương trình hẹn hò trên mạng nè. Tôi mà thiệt, tôi mà biết cái chương trình này trước là không bao giờ tôi ế như ngày hôm nay. Tôi mượn tôi coi coi. Thôi. Tôi coi coi chương trình gì. Chương trình hẹn hò gì trên mạng nè, đưa đây. Đó, rồi đó, đó. Tôi nói nha. Cái gì? Cả thế giới này, cả thế gian này và cả vũ trụ này, chỉ có một thằng nó điên, nó khùng Phương Nhừ thôi, là tôi. Ok nha. Còn ngoài ra không ai rảnh rang để mà yêu Nhừ đâu. Nhừ đừng bao giờ tự tin về nhan sắc con Nhừ. Còn ba cái chị trên mạng này toàn là lừa đảo không. Trời ơi, ông làm như tôi dễ lừa vậy. Nè, mà tôi nói sao ngộ vậy ta. Hôm bữa thấy tôi giống như là cưới vợ á, thì ghen lên ghen xuống, khóc lên khóc xuống, rồi đau khổ. Tự nhiên bây giờ cái tôi nói là tôi không có cưới vợ nữa, bây giờ thái độ ngược lại với tôi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi đau khổ hồi nào? Hôm bữa mới đau khổ. Lúc đó là tôi hơi buồn. Bị gì tôi có nói với ông rồi, là tôi coi ông như là một cái con thú cưng ở trong nhà. Có thì vui, không có thì buồn. Đó là tôi buồn thôi, chứ tôi đâu có khóc, tôi đau khổ gì đâu. Ủa anh Ninh. Dạ. Dạ chị Như. Dạ. Ủa sao tự nhiên đứng lên vậy? Ngồi đi anh chị. Dạ dạ, tụi tôi vậy cái tôi ngồi kế người sang trọng nó kỳ lắm. Thôi cô ngồi đi. Trời, cô có gì đâu mà kỳ. Dạ. Ủa cô. À, sao bà chủ kêu ông Ninh qua đón cô mà chưa qua, cô qua rồi. Ờ đúng rồi, tôi chưa kịp qua luôn mà. Tôi tự qua được rồi, không có phiền tới anh đâu. Trời ơi, tôi tài xế mà, phiền đi chứ không phiền chắc tôi bị nghỉ việc quá. Dạ. À, tôi có mua quà cho hai anh chị nè. Dạ, 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 có quà. Ê, tiện. Cô tặng. Trời, nhận đi cho tôi vui nha. Tự nhiên tôi có làm cho tôi tặng quà cho tôi. Ừ, nhận đi, không nhận là tôi giận á. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Ai của tôi với của ông á. Hy vọng là hai người thích nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô ngồi đi cô. À, chị Như. Dạ. À, tôi có chuyện muốn nói với chị chút xíu. Dạ, dạ. Dạ, cô hỏi gì ạ? Tôi nghe nói là chị Kiều với lại con riêng của chị á, dạ, cũng sống chung ở đây mà đúng không? Sao tôi tới đây vài lần rồi mà không gặp vậy? À, dạ đúng rồi. Dạ, ý cô hỏi là hỏi cô Ngân con của mợ Kiều đúng không? Ở trong nhà này mà cô Ngân với cậu Khôi yêu nhau, xong bà chủ không đồng ý nên bà chủ đuổi đi rồi. Anh Khôi yêu Ngân nhiều không ha? Dạ nhiều. Nhưng mà cô là bạn thân của cậu Khôi, sao cô không hỏi đi dễ hơn tôi? Tôi hỏi cho biết thôi à. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Tôi vô trong á. Dạ. Cô vô ạ. Dạ. Dạ. Ông làm gì vậy? Bà bếp xếp vừa nha. Tôi nói nha, chuyện của chủ á, làm ơn á, đừng có bếp xếp với người ta. Có ngày bị đuổi việc như chơi đó. Tôi quên ha. Tôi bếp xếp kiểu này chắc lần này bà chủ đuổi tôi thiệt quá ông. Chứ sao? Ủa?
Dạ thưa bác, con mới qua. Con đến một mình hả? Dạ. Ủa, chứ Ninh nó không tới đưa con đi à? Dạ thôi, tại vì á con còn ghé mua quà cho mọi người nữa, cho nên là con tự qua luôn được mà. Ơi cậu Ninh này bậy bạ ghê á. Bác đã biểu là nó đến tận nhà rước con qua đây đó. Không có sao hết đó bác. Bác, con có mua quà qua cho bác á. Bác cảm ơn con nha. Sao rồi? Làm việc ở công ty có quen không? Có mệt không con? Dạ không, không mệt chút nào hết á. Bác đừng có lo. Bác rất là an tâm. Bởi vì con với lại là Khôi đó, hai đứa là bạn quen biết nhau từ nhỏ cho tới lớn. Rồi bây giờ cả hai cùng làm chung công ty. Bác thấy vui lắm. À, mà nè, cuối tuần rồi hai đứa có hẹn hò đi chơi không? Tại vì con thấy anh Khôi anh cũng bận quá cho nên con không dám rủ. Nó phải rủ con chứ. Con mới về làm sao mà quen đường quen xá được chứ. Để bác nhắc nó nha. Nè, uống trà đi con. Dạ. Con cảm ơn bác. Ừ. Cầm. 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 Gì? Làm gì vậy? Không thấy hả? Đang nhổ cỏ. Chị hai, cái đó là rau. Rau của tôi đó nghe, chứ không phải cỏ. Rau này ăn đi, ăn đi. Nè đó. Làm gì cũng không có vừa ý hết trơn á. Nay lạ lắm nghe. Nè, có chuyện gì ạ? Chuyện gì? Thôi, tôi nhìn tôi biết liền à. Đây nè, mình cùng cảnh ngộ với nhau. Cùng cảnh ngộ gì? Thì yêu đương Phương đó. Thì nè, bà là bà yêu đương Phương Khôi. Còn tôi á, là tôi yêu đương Phương Ngân. Mà Khôi với Ngân lại yêu nhau, mà tôi với bà lại là bạn thân của nhau. Ý trời ơi, ngang trái dữ ha. Ngang trái cái gì ngang trái? Nói được bậy tầm bạ không à, tôi không có yêu ông Khôi. Gì? Thiệt không đó nghe? Thiệt. Tôi với bà chơi với nhau từ hồi nhỏ mà. Thiệt, tôi nhìn một cái tôi biết làm sao liền. Nè, nhiều khi á, mình nhìn như vậy, nhưng mà thiệt ra nó không phải là như vậy đâu. Trời ơi, bữa nay triết lý thông thái dữ ta. Tôi triết lý đó giờ, tại ông không nhìn ra thôi. Nói chuyện với ông nữa, đi về. Về, về hả? Ừ. Ờ, về đi, chứ để Ngân ở nhà mình tôi cũng lo lắm. Ủa sao ông mắc cười vậy? Thí dụ bây giờ tôi đi về nè, ông không lo là tôi là cô bé quàng khăn đỏ, bị sói ăn thịt, hoặc là bị ai bắt cóc, mà lo cho Ngân ở nhà. Ủa, con sói nào dám ăn thịt bà, bạn thịt con sói thì có. Đấy. Tự nhiên quăng vô đi. Nhỏ hết cỏ cho tôi. Rau của người ta. Bữa nào tôi kêu ông Khôi xuống nha. Im đi. Phòng chúng ta đang thiếu nhân sự, cho nên chúng ta hãy cùng nhau phát triển dự án mới. Thu. Dạ. Nhận trách nhiệm thu mua trái cây. Ừ. Sau đó tìm nguồn khách hàng mới, phân công lại cho Tính. Dạ. Yeah. Rồi, mọi người tập trung xem coi có sản phẩm nào nữa để cùng nhau phát triển hay không. Dạ rõ sếp. Tôi nghĩ là mình nên đầu tư vào nắm xế, mở hướng mới cho công ty của Thiên Trường. Đưa hồ sơ này qua cho sếp nghiên ký. Dạ. Nếu mà công ty của mình không rảnh thì thuê chuyên gia họ về làm cho mình, hoặc là gia công ở bên ngoài. Như vậy đỡ mất thời gian, công ty mình không cần phải mệt nhọc. Cậu không biết gì về Thiên Trường thì nên im lặng đi. Vì nấm không phải là nông sản sao anh Khôi? Cuộc họp kết thúc. Dạ. Anh Tính, theo em Thiên Ý qua làm bản kế hoạch luôn. Anh Khôi, thái độ anh vậy là sao? Hay là nêu quá rồi không còn tâm trí để làm việc?
bà cầm. Nè nè nè, cho người uống thuốc đi. Ê, ra ra ngoài lấy giùm tôi thau nước nóng đi. Đi. Cái gì? Đi lấy thau nước nóng làm gì? Ờ, quên. Ngơ ngơ làm sao luôn. Ngon ơi, Ngon, về uống thuốc chút đi nè. Uống thuốc mới mau khỏe được. Ê, bà có nghe tôi nói không vậy? Ngân ơi. Trời. Nam, nhanh lên. Rồi. Đây. Đây, đỡ bà Ngân dậy giùm tôi ơi. Cho bà uống thuốc coi. Cái gì vậy vậy? Cái gì? Nóng đâu mà nóng. Sao mình? Xin lỗi nha. Để tôi đổi nước khác ha. Ủa, lấy nước không có kiểm tra trước hả? Rồi, xin lỗi. Ngân ơi, ê, mình ngồi dậy mình uống thuốc chút đi nha. Nam, cái gì? Nhanh lên. Rồi, từ từ, đang đổi nước. Vô đỡ bà Ngân giùm tôi coi. Thôi xong nè, đổi nước xong rồi nè. Nè, lấy nước. Úi da, sao không đổi nước? Tôi giỡn, cái đổi rồi. Nè, thôi, căng quá. Rồi. Ôi. Ê, sao không. Bà cứ mê tỉnh. Bà cầm. Sao tôi thấy sốt quá vậy? Đắp cái khăn này lên, thử coi chút có đỡ nóng không? Ê, tôi thấy càng ngày càng nóng luôn á. Ê, cái điều này nếu mà nguy hiểm quá là phải chở đi bệnh viện nha. Anh Nam. Anh Nam ơi. Cái gì Ngân? Anh Nam đây. Nam vậy? Dạ? Làm vậy? Bà không nghe hả? Trong lúc mà sốt mê man vậy còn kêu Anh Nam ơi, thấy thương tôi ghê không? Tôi chưa có nghe rõ nha. Nè, im lặng nghe nè. Anh Nam đừng có đuổi chú Khôi mà. Đừng đuổi chú Khôi đi. Nghe rõ chưa? Hả? Nghe rõ chưa? Ngân, ê, lãnh về uống miếng thuốc đi. Ngân, ngồi dậy uống miếng thuốc đi. Ê, nóng dữ lắm luôn rồi đó. Trời, không được rồi, bây giờ chắc là phải chở đi thôi. Đi. Ê, gọi xe đi, gọi xe nhanh lên. Ngồi dậy Ngân. Ê, đỡ ngồi dậy đi, đỡ ngồi dậy. Gọi xe đi, tôi đỡ cho. Lấy điện thoại gọi đi. Điện thoại bà đâu? Điện thoại ai mà biết. Đi kiếm nhanh lên đi. Ừ, cái điện thoại bây giờ nó trốn ở đâu không biết nữa. Ê, đỡ bà dậy đi nha. Chú ơi. Lần. Thấy xoài ngon không? Trời ơi, đúng món em thích luôn. Gì à? Kiếm gì à? Ồ, anh Tân, sao mua xoài mà mua mắm ruốc sao ăn? Ăn mắm ruốc rồi tí nữa sao nói chuyện khách hàng. Đó, ăn uống là phải ý tứ có chừng có mực chứ đâu phải ăn uống là bất chấp đâu. Anh còn nói em nữa hả? Nè nha, nếu mà là ông Đông ông mua là chắc chắn ông sẽ mua mắm ruốc cho em. Với lại ông sẽ để sẵn cho em cái tiếp kem đánh răng nữa đó. Vậy sao mình không nghĩ ra ta? Anh không tin ý gì hết trơn trội á. Thôi, lần sau anh mua anh rút kinh nghiệm nha. Đồ ăn tới rồi mọi người ơi. Wow. Lại là đồ ăn. Trời ơi, đúng là trời đãi tôi rồi á, gà rán nữa. Trời, cảm ơn Tính, cảm ơn Nhi nha. Anh đi anh. Trời ơi, anh Tính, nắm đi. Cảm ơn nha. Nè. Trời ơi, dễ thương quá à, mua đúng món tôi thích luôn. Vậy hả? Ai, nhìn bà mua kiểu này á, tôi nhớ Ngân dễ sợ. Ồ, Ngân là ai vậy? Thì cũng là nhân viên trong phòng nè, trước khi anh vô đây đó. Mà nha, Ngân lúc nào cũng mua đồ ăn cho cả phòng này ăn hết trơn á. Đặc biệt, Ngân rất thích mua gà, tuy là hơi ngán nhưng mà vẫn ngon. Nghe chị Thu nói vậy, chắc là Ngân được lòng mọi người lắm ha.
Trời ơi, về sự tích của Ngân Ngân hả? Thì cả phòng này không phải chỉ có mình tôi đâu nha, mà cả phòng đều biết hết trơn á. Tại vì người ta nghĩ hết trơn rồi. Hồi xưa lúc mà hả, lúc Ngân Ngân còn mới vô nha, ông Đông cũng thích Ngân Ngân nữa đó. Trời ơi, mà tại vì á, tôi dễ thương hơn cho nên ông Đông ông thích. Kỳ quá, tự nhiên hỏi chuyện cá nhân là làm ngại không chết rồi. Nếu nói như vậy chắc là Ngân Ngân cũng làm phật lòng chị Thu hả? À không hề. Hồi xưa tôi đâu thích ông Đông đâu, sau này tôi mới bắt đầu có thiện cảm với ổng thôi bộ. Với lại á, ông Đông á, ổng thích Ngân Ngân rồi xưa đâu có liên quan gì tới tôi đâu, mà tôi phẫn nộ hay là không có thiện cảm. Đây nè, Ngân Ngân á, ở trong công ty này ai cũng thương hết, chỉ có một người là ghét thôi. Đó chính là bà Hạ, ngồi ngay vị trí đáng ghét nó luôn đó. Trời ơi, Ngân Ngân vừa tài vừa giỏi, đã vậy hả, năng lực làm việc rất là cao, tất cả các sếp đều khen hết, bởi vậy bà Hạ mới ganh tị đó. Ủa, nếu như mà Ngân Ngân giỏi, Ngân Ngân dễ thương vậy, sao giám đốc không giữ Ngân Ngân lại mà để cổ đi vậy? Trời ơi, bà chuyện này tế nhị lắm. Ủa, chuyện tế nhị sao vậy? Đừng có nhiều chuyện. Mình là đàn ông, không có được bếp xếp. Đã nói chuyện tế nhị đừng có hỏi. Không lẽ giờ tôi nói là chuyện liên quan tới sếp Khôi? Ê, ui, cái gì vậy trời, coi như tôi không có nói gì hết nha. Ngân Ngân liên quan sao với anh Khôi vậy? Trời ơi, nói chung á, là tại vì sếp Khôi hồi xưa thích Ngân Ngân, mà hai người đó quan hệ á là chú cháu, đã vậy còn yêu đương ở trong công ty nữa. Mặc dù không phải ruột rà nhưng á, đối diện nhau rất là ngại, hiểu không? Cho nên á, thôi đừng nhiều chuyện nữa, nhìn gì mà nhìn. Nói chung á, là tôi nghĩ á, là nhiều khi Ngân Ngân bị ép nghỉ á, đừng hỏi nữa, ăn đi. Ăn đi chị. Ăn đi. Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Tôi tới liền. Ơ anh Khôi. Ừ, mất hồn. Trời. Ủa anh Khôi đi đâu vậy chị? Chị đâu biết, hôm nay chị đâu thấy lịch công tác của sếp đâu. Dạ con nghe nè bác. Tan làm hôm nay con đi với bác nghe. Dạ, bác muốn đi đâu? Đi ăn, đi mua sắm, uống cà phê, đi spa nữa nha. Vậy một chút xong việc con ghé bác liền nha. Ừ, thôi bye bye con nha. Dạ, con chào bác. Bà Cam. Giờ làm sao? Thì chờ chứ làm sao. Ôi, chờ tới khi nào? Tôi có phải bác sĩ đâu mà hỏi. Chờ tới khi nào ngon tỉnh lại. Ngân. Ngân ơi. Ngân. Chú này Ngân. Ngân. Nè. Tại anh. Bà Ngân bị gì đó. Sao lại tại tôi? Cầm. Ngân bị sao vậy? Từ cái lúc mà chú kiếm Ngân ở vườn rau, chú đi về đó, Ngân nó cứ suy nghĩ lung tung mà, rồi nó mệt mỏi, xong nó bị sốt, nên tôi với Nam mới đưa nó vô đây nè. Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là cảm sốt bình thường, nhưng mà không biết sao lại sốt cao vậy nữa. Là sốt cao nhiều quá là sẽ nguy hiểm đó. Chú ơi. Ngân ơi. Chú nè. Ngân. Nè, sao vậy? Sao tự nhiên mà gọi ông chú làm gì vậy? Ông không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
bà Ngân bà bị tâm bệnh, không có chữa thuốc thường được, phải chữa bằng tâm dược. Tôi tức ghê á, bà mà không cản tôi nha là tôi cho ông chú nó một trận luôn á. Cho ông trận hả? Ừ. Là lấy sâu dùng cho người ta hả? Hay đánh người ta rồi giải quyết được gì? Không giải quyết được gì nhưng mà đánh cho đỡ tức được không? Có mình ông tức thôi, không ai tức hết trơn á. Nói cho ông biết nha, tình yêu là sự tự nguyện. Bây giờ ông yêu đơn phương người ta, ông có làm những điều lớn lao, làm hết lòng hết dạ thì cũng không bằng một cái ôm hoặc một nụ cười của người ta yêu đâu. Bớt trẻ con lại đi. Ôi, nói chuyện giống như là trải nghiệm yêu đương lắm gì á, trong khi ấy chồng mới chơi ra. Con người của ông á, đàn ông con trai mà không có tinh tế, không có thấu hiểu, không có thông minh gì hết á, thì không ai thương được đâu. Cái gì? Đi đâu khác? Làm cái gì vậy? Bà Cam, sao tự nhiên nói chuyện gì nó không hiểu gì hết trơn. Thằng Khôi là tiếp tục đi xuống gặp con Ngân. Như vậy là chứng tỏ là tụi nó có tình cảm sâu đậm với nhau. Cho dù tụi có chết cũng không chấp nhận cái chuyện ngang trái này xảy ra. Như ra. Dạ. Ra bà biểu coi. Dạ. Dạ bà gọi con. Ủa, hôm nay như bà có gì bà đang lo lắng thì phải hả bà? Như à? Dạ. Con làm căn nhà này bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tính ra tới ngày hôm nay cũng hơn 20 năm rồi bà. Ừ. Bà ơi, bộ con đó có làm chuyện gì sai nữa hả bà? Không. Ý bà muốn hỏi con là con ở cái căn nhà này lâu rồi, con thấy con người của bà sao? Có khó khăn hay là có ác độc quá không? À, dạ bà cũng khó thì đúng chuyện, nhưng mà ác độc thì không có. Ủa mà sao nay bà hỏi con vậy? Phải là chuyện của cậu Khôi không bà? Ừ. Bà muốn cho thằng Khôi với con Thiên Ý đến với nhau. Dạ. Không biết là tụi nó có hiểu bà hay là không, hay là thằng Khôi cho là bà ép nó, bà độc ác với nó. Cô Thiên Ý rất là đẹp, cô Thiên Ý giỏi nữa, mà cậu Khôi nhà mình cũng vậy, hai người con nghĩ là rất là xứng đôi luôn á bà. Thôi đi làm công chuyện của mình đi. Dạ. Ừ. Ủa mà bà dặn con làm gì con quên rồi. Ủa? Sao con đòi mua cho con cái smartphone để tất cả mọi việc con ghi vào trong điện thoại? Dạ. Bây giờ con vẫn còn quên, mà sổ vẫn sử dụng là sao? Dạ thiệt kêu bà, con không quen cái xài cái điện thoại đó bà ơi. Thôi để con ghi sổ cho nó chắc ăn bà. Ừ, thôi đi đi. Dạ, vậy xong việc thôi con đi làm nha. Ừ. Alo, Khôi đó hả? Con đang làm gì vậy? Về chở mẹ đi dạo phố đi shopping đi con. Dạ con bận gì đi công tác rồi. Ờ, vậy thôi con lo việc của con đi nha. Để mẹ rủ Thiên Ý đi vậy. Dạ, vậy cũng được. Con cúp máy nha. Ừ. Mẹ biết là con sẽ trách mẹ, nhưng mẹ làm tất cả cũng là vì con mà thôi. Tự tay chú làm đó. Chú làm tặng con hả? Đẹp quá à. Nhưng mà thôi chú đem về đi. Bà nội biết chú tới gặp con, tặng hoa cho con, nó không thích đâu. Bà nội ủng hộ hai tay hai chân. Chú nói thiệt hả? Bà nội chấp nhận chuyện của mình hả chú?
Trời ơi là trời, tại sao không xuất hiện sớm giùm cái đi, hoàng tử bạch mã của lòng em bây giờ mới xuất hiện vậy. Trời ơi, ôi nhắn một câu nghe hết hồn luôn à, một câu khó ngủ luôn à, bé bỏng của lòng anh. Trời ơi nè, đá đi rồi rớt mắt luôn. Tôi bữa là tôi không hài lòng nữa nha, suốt ngày cái điện thoại hoài nha, bỏ bê tôi lắm rồi nha. Trời đất ơi, thì người của người ta trong đây, người ta phải nói chuyện, người ta phải coi, người ta phải đá thôi. Yeah. Ai vậy? Tôi đá trong đây với mày đó, ông ơi. Mà nói chuyện với ai vậy? Hoàng tử bạch mã của lòng tôi. Là gì? Tên gì? Đàm Nguyên Tú. Là tù nguyên đám đó. Tào lao. Tào lao cái gì? Nó đã nói nó là tù nguyên một đám rồi, nó lừa đảo. Cái tên người ta rất là lãng mạn, Đàm Nguyên Tú, tự nhiên ở đâu ra dịch tù nguyên đám. Bây giờ ông mở miệng ra là nó vô duyên vô dùng, bởi suốt cuộc đời không bao giờ cua được tôi đâu. Tôi tức đó. Ghen tị hả? Ở ngoài đấy không quan tâm lo lắng cho tôi, đi quen với thằng tù nguyên đám. Bởi vì ông không phải là bạch mã hoàng tử của lòng tôi. Thiệt tình luôn. Đẹp trai vậy là biểu tôi không quen. Trời đất ơi, nè thấy chưa nè. Nè tôi nói nha, nó đặt tên là có ý đồ á, nó lừa đảo đó, đừng có tin nó. Tại sao ông cứ nghĩ xấu cho người ta lừa đảo tôi không vậy? Tôi không nghĩ xấu nhưng rõ ràng nó là xấu chứ mà, đúng không? Người ta lấy địa chỉ nhà chuẩn bị gửi đồ cho tôi nè. Người ta đưa vé máy bay, tôi bay qua bên Dubai chơi với người ta luôn nè. Nè bé còn khờ khạo lắm, bé ngốc nghếch lắm. Bộ bé mới lớn hả? Bé già rồi nhưng mà tâm hồn bé còn ấu nhi quá vậy. Phải biết suy nghĩ chứ. Gì? Nó gửi quà cho mình giá trị lớn đúng không? Đương nhiên. Đúng không? Ừ. Rồi sẽ có người đưa quà tới. Nhưng trước khi đưa quà tới, nó kêu gửi cho nó một số tiền nho nhỏ. Không có. Cái vụ mà gửi quà thì có, chứ kêu tôi gửi tiền lại là không có nha. Nó sẽ kêu bà gửi một số tiền nho nhỏ, nhưng mà lòng tham của mình mà, đúng không? Lấy số nho nhỏ được một đống quà lớn, ai không ham. Rồi gửi cho nó đi, sao mà ai nó mất tích luôn. Nè nè, ông đừng có ganh tị. Rồi bắt đầu ông tức, ông ghen lên, rồi bắt đầu ông cứ nói xấu người ta thế này thế kia. Không bao giờ có cái chuyện đó đâu nha. Tôi nói mà không tin, trời ơi là trời, tôi rành ba cái vụ này lắm. Thôi thôi, nói chung là người ta gửi đồ về cho tôi nhận. Nè, tôi đã từng có một người con gái cũng gửi quà cho tôi, cũng kêu tôi gửi lại một số tiền lấy quà. Rất đẹp luôn, đòi cua tôi luôn. Tôi suy nghĩ liền, đẹp thì sao cua tôi được. Đúng chưa? Nghe nè, bớt mơ. Dạ ba. Làm gì vậy? Dạ đang nói chuyện. Công chuyện nhà lo xong chưa? Dạ xong hết rồi bà. Ở dưới bếp đã bắt cái gì? Dạ nồi thịt kho. Ôi chết rồi, trời ơi. Trời ơi. Nồi thịt kho quên, bắt lên mà bây giờ không nhớ. Cháy bây giờ thiệt tình khổ. Đi đâu vậy? Dạ vô đường này đi, cái đường này. U đau buông buông. Đi ra đây đường này chứ. Tính đi đường cho nó nhanh. Bà la bây giờ. Ôi, thịt kho trứng giờ thành thịt kho tiêu rồi. Chết. Dạ ba. Chắc con không cháy nhà đâu bà ơi. Đợi cháy nhà hả? Nhiều chuyện này hay lắm. Kiện nhà thì không lo. Tôi đứng làm gì? Để vô kho thịt. Không ai mượn. Đi ra ngoài coi xe đi. Rồi một lát á, đưa tôi Thúy đi dạo. Dạ bà. Dạ, tôi bán đi. Người làm gì đâu á. Công chuyện nhà làm không xuể thì nhiều chuyện thì hay. Con chào bác. Con mới tới hả? Dạ. Trời ơi, bữa nay mặc đồ đẹp quá à. Cảm ơn bác. Bác, bữa nay bác có chuyện gì vui hả? Sao rủ con đi dạo vậy? Đâu có chuyện gì vui đâu. Tại vì bác thích đi dạo với con, cho nên mới gọi con thôi. Vậy một hồi nữa con sẽ đưa bác đi ăn, rồi mình đi shopping nha. Trời ơi, thiệt. Cái này là bác nói thiệt nha. Ai mà tốt phước lắm á, mới có được con dâu như con vậy đó. Bác. Bác nói thiệt mà. Bác mà có con dâu như con hả? Trời ơi, tao nói thiệt, chắc ăn chay một tháng đó. Trời ơi, bác khen con hoài là làm con ngại quá. Thiệt mà. Còn ý của anh Khôi nữa bác. Con đừng quan tâm, chuyện đó để bác tính. Với lại hai đứa là thanh mai trúc mã, rồi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà. Bác biết tính thằng con của bác, nó cũng thích con lắm nhưng mà nó ngại chưa dám nói ra thôi. Vậy con cảm ơn bác đã tác hợp cho con nha. Nè, một lát chiều ở mình spa luôn nha. Dạ.
Ủa, Ngân, sao con không làm nghỉ đi? Ngân xin muốn ngồi dậy cho khoảng tí. Mà chú đưa con vô đây hả? Nam mới cầm được con vô đây. Con sốt miên man mấy ngày rồi. Con đã nói chú đừng có tới tìm con nữa mà. Tại sao con tình cảm với chú mà luôn xua đuổi chú là sao? Hai chuyện đó có liên quan gì nhau đâu chú. Có liên quan chứ. Không ai yêu muốn xa lánh người mình yêu. Ai yêu nhau mà không muốn ở bên nhau. Nhưng mà nếu như ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc được một ngày, sau đó con phải dằn vặt cả một đời. Chỉ cần được ở bên con, đối với chú đánh đổi bằng sự đau khổ cũng xứng đáng mà. Nhưng mà con khác chú. Chú có thể làm cho mẹ của chú đau lòng, nhưng con không thể làm cho mẹ con đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa. Chú đi về đi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà. Rồi chú cũng sẽ quên được con. Chúng ta nên buông tay nhau ra đi. Đừng bao giờ tới tìm con nữa. Chị nào con khỏe chú mới đi về được. Bây giờ con mệt lắm. Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Coi như là con xin chú, đừng bao giờ tới tìm con thêm lần nào nữa. Nhưng mà chú không yên tâm khi con còn bệnh như vậy. Chú đi về đi. Con mệt lắm. Đừng có tới tìm con thêm lần nào nữa hết á. Chú mà còn tới đây nữa, con sẽ bỏ đi thiệt đó. Bình yên quá à. Ước gì ngày nào con cũng được đi dạo nè, rồi đi ăn, rồi uống trà với bác ha. Bác cũng vậy nữa. Bác cũng muốn là một ngày nào đó con về sống chung nhà với bác. Bác chỉ muốn con làm dâu nhà bác thôi à. Sao rồi con? Tình cảm với con với Khôi tiến triển tới đâu rồi? Hình như là anh Khôi anh đang bận tư tưởng đến cô gái khác rồi bác. Ý con muốn nói tới con Ngân chứ gì? Con yên tâm đi, chuyện giữa thằng Khôi con Ngân á, bác không đồng ý. Thì sau này bác cũng vẫn không đồng ý. Bác nói rồi, bác chỉ muốn con là con dâu nhà bác thôi. Con biết là bác thương con, nhưng mà con cảm giác trong chuyện này chỉ có một phía từ con thôi. Anh Khôi thì... Con yên tâm đi, chuyện đó để bác tính. Thằng Khôi nhà bác không dám làm cãi ý của bác đâu. Nha. Dạ. Uống trà đi con. Bà Cẩm,
Bà Cẩm. Cẩm. Ý. Sao không vô trọng Như Ngân? Ủa, không thấy có chú Khôi ở trong trọng hả? Để hai người có không gian riêng chứ. Có ông chú Khôi đó, Ngân bệnh thêm thì có. Cái gì không giết chết được mình sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Không biết điều đó hả? Mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Hay quá. Nói thiệt nha, nhìn Ngân thấy xót xa quá. Bây giờ muốn giúp mà không biết làm gì để giúp. Thôi xót xa cho người ta đi, Ngân sẽ tự tìm cách được giải quyết chuyện của mình. Bà đó, hay quá tài lanh nè lẹ. Tự nhiên kêu uống xuống gì vậy? Mệt quá à. Tóm lại bây giờ là ông đừng có lo cái chuyện tình cảm của Ngân nữa. Ông chỉ cần quan tâm động viên an ủi là được rồi. Cầm, tôi muốn nói chuyện riêng với Cầm được không? Thôi, vô với Ngân à. Chú có chuyện gì vậy? Tôi muốn Cầm chăm sóc cho Ngân. Có chuyện gì cứ nói thiệt cho tôi biết, đừng có giấu tôi. Thôi cái chuyện chăm sóc á thì tôi ở đây là chú đừng lo. Còn cái chuyện mà báo cho chú, tôi không có hứa rồi nha. Tôi sợ Ngân nó giận lắm. Tôi biết Ngân chia tay với tôi chỉ vì sợ mẹ của Ngân buồn. Nhưng tôi tin chỉ cần tôi và Ngân cố gắng thì mọi người sẽ chấp nhận mà thôi. Nhưng mà liệu nếu Ngân đến với chú có thật sự được hạnh phúc không? Tôi chỉ cần biết tình hình của Ngân. Nhưng thực sự nhìn Ngân như vậy tôi không yên tâm. Thôi tạm thời vậy đi. Chú đừng có mà đi lên đi xuống nữa. Ngân biết được tôi thông báo cho chú, nó giận tôi nữa. Và sau này tôi muốn giúp chú cũng khó. Cầm yên tâm đi. Tôi chỉ cần biết tình hình thôi. Tôi hứa sẽ không để cho Ngân thấy tôi đâu. Con đã kêu chú đi về rồi mà. Sao chú lì quá vậy? Nè. Rồi. Sao anh không lên tiếng? Thì tại mà thôi. Ngân đừng có giận nữa nghe. Giận nữa là mệt lắm á. Bác sĩ nói là Ngân bị sốt siêu vi nè. Rồi Ngân bị cái gì vậy, não ta? Suy nhược não. Có cái bệnh suy nhược não nữa hả? Thì cái dạng mà suy nhược cái thần kinh á, thần kinh suy nhược thần kinh thì nó gần với não vậy đó. Cười đó, cười hay là vui à? Em cười chứ em không có vui. Gì vậy? Em cười cho anh vui á. Anh thấy anh cười lớn hơn em không? Nói chung có cười là được rồi. Thôi, dạ Ngân, ăn gì không? Anh đi mua. Ăn cháo ha. Em không muốn ăn gì hết á. Anh rót thì em đi nước đi. À, có liền. Rồi. Đây. Không, người bệnh là anh phải chăm sóc chứ. Đây, đây nghe. Ui, từ từ ngô. Xin lỗi. Đi đi đi. Cái gì vậy? Sao không hả? Sao không? Sao? Trời ơi. Còn bệnh mà, ăn uống cái gì cũng phải từ từ thôi. Bởi vì quá vậy. Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cái ông này. Gì? Không chăm sóc được thì thôi. Thì... Không đọc gì chứ thế. Hai người cãi nhau hoài vậy. Không có ngày nào không cãi nhau luôn á. Cãi nhau nữa là tôi nằm thêm mấy ngày nữa. Thôi, được rồi. Nằm xuống đi. Đỡ xuống nghỉ ngơi kìa. Hung dữ.
uống nước nữa không Ngân? Thôi em uống nước nữa đâu. Vấp tay chị ha, uống cho thoải mái. Trời ơi, ủa sao giờ này con ngồi ở đây? Không ngồi đây chứ ngồi đâu gì? Ý gì nói á, sao giờ này ngồi ở nhà chơi game? Ở nơi đó không thuộc về con. Con nói cái gì kỳ vậy? Con nói vậy làm sao? Thì ở trên chỗ làm, ông Khôi đó có coi trọng con đâu. Con nói cái gì ông cũng bắt, nói cái gì ông cũng không thèm nghe. Lên đó làm cái gì giờ? Người ta không coi trọng mình á, thì mình phải làm như thế nào để người ta coi trọng mình? Chứ bây giờ con ngồi ở nhà con chơi game vậy, mấy thằng anh con giết bà bác bên đó mà biết được, người ta càng có lý do đẩy con ra khỏi công ty sớm. Vậy cái suốt ngày đi theo mấy người đó rồi răm rắp nghe theo họ như vậy hả? Con làm gì không được? Con à, dì khuyên con mình lùi một bước để mình tiến ba bước. Khi mà con đã được lòng nhà bên đó rồi thì mình được toàn cái quyền lợi trong tay mấy hồi. Chị nói thì hay lắm. Ai, con, dì khuyên con, dì muốn tốt cho con, muốn con lớn hơn nữa. Cái gì cũng phải chững chạc, suy nghĩ thấu đáo. Chứ con hấp tấp nóng nảy như vậy là không việc lớn. Chị theo dì không bao giờ phải làm sao? Người ta thích cái gì thì mình cho người ta cái đó. Thằng Khôi nó thích con Ngân thì con giúp hai tụi nó đến với nhau. Con Thiên Ý nó thích thằng Khôi thì con cũng giúp cho hai tụi nó đến với nhau. Lúc đó thằng Khôi nó chỉ lo cái chuyện yêu đương, rồi gia đình nó sẽ nhào vô cản ngăn rồi xào xáo. Còn mình thì mình vô can thiệp, mình chia rẽ, mình kết nối. Ôi thích lắm con ơi. Được, coi như là tôi nghe lời bà lần này. Có chuyện gì hả? Em tinh tế quá ha, nhắm mắt mà cũng biết em ngồi ở đây nữa. Các dự án của công ty có chuyện gì sao? Ủa, phải có công việc em mới tìm anh được hả? Anh Khôi, dạo này em thấy anh hơi bị hốc hác đó nha. Không sao, chẳng qua là anh đang suy nghĩ chuyện riêng. Đúng là không có gì qua mắt được em. Chứ sao, dù sao em cũng là thanh mai trúc mã với anh từ nhỏ mà, sao mà em không hiểu được chứ. Vẫn xinh đẹp, duyên dáng như lúc nhỏ. Còn một thứ không bao giờ thay đổi nữa nè, đó là tình cảm của em. À, em nhắc vụ này mới nhớ, anh tính hỏi em nhiều lần mà anh quên. Sao, tính khi nào ra mắt người yêu đây?
Thì em dành tình cảm cho người ta mà người ta đâu có thèm để ý gì đâu. Chà, một người xinh đẹp hoàn hảo như vậy mà người ta bỏ qua sao? Đúng là cái người này không có mắt nhìn người, đúng không em? Đâu phải chuyện gì cũng có thể nhìn bằng mắt đâu, đúng không anh? Em thật sự hy vọng là tấm chân tình của em sẽ một lần được người ta dùng trái tim để cảm nhận. Anh tin rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Chạy đã nói gì với nàng rồi mà tại sao nàng ngồi ở đây thơ thẩn ôm buồn tủi một mình vậy? Anh nói xàm xí gì vậy? Anh nói thay nỗi lòng cho em. Anh biết gì mà nói? Biết chứ, biết em thích người ta, yêu thương người ta mà không dám nói. Anh cảm thấy thương cho em. Tại sao phải khổ như vậy hả Thiên Ý? Rõ ràng em rất thích Khôi. Từ khi em còn ở Việt Nam, tại sao em không tấn công, giành lấy tình yêu của mình, và đến bây giờ cũng vậy? Người như anh suốt ngày chỉ biết giành với giật thôi đúng không? Vậy em có dám chinh phục Khôi bằng tình yêu chân thành của em? Anh hỏi câu này thì nó hơi thừa, nhưng nếu ai đó đã hiểu được tình cảm của em thì em không phải ôm mối tình tương tư lâu đến như vậy, đúng không? Nè, anh đừng can thiệp vào chuyện riêng tư của em nữa được không? Trời đất ơi, sao đi ra đây ngồi? Ở trong nhà buồn quá, ra đây ngồi chơi một chút. Ui, còn yếu gì chổng nằm giùm tôi một cái đi, ở đây gió mái không à. Đi hỏi chợ mua đồ về nấu ăn cho bà đây nè. Thôi đi vô chổng nằm đi, tôi đi nấu ăn cho bà nha. Ngồi đó, quay qua đây, quay qua đây nói chuyện chút. Chuyện gì? Ai cho bà báo chuyện của tôi với chú Khôi hả? Đúng không? Thì tại bữa đó bà sốt quá, xong rồi hả, tôi cũng luống cuống. Với lại bà lúc nào cũng gọi là chú Khôi, Khôi ơi, Khôi ơi. Thì tôi thấy vậy, tôi mới gọi điện cho chú Khôi mà. Nhưng mà tôi với chú Khôi bây giờ không có liên quan gì nhau nữa hết trơn á. Thì tôi biết là như vậy, nhưng mà nhìn bà nhớ chú Khôi quá, tôi cũng không đành lòng. À, với lại á, mấy ngày bà nằm trong viện á, chú Khôi của bà không rời bà nửa bước luôn. Như vậy thì sao? Tôi với chú Khôi bây giờ á, ai cũng cần có cuộc sống mới mà. Tôi nghĩ bà với chú Khôi sẽ rất hạnh phúc nếu mà đến bên nhau. Nhưng mà do hoàn cảnh éo le thôi. Tới với nhau á, chỉ làm cho mọi người thêm đau khổ. Mà tôi cảnh cáo bà nha, cái này là cảnh cáo luôn á. Từ bây giờ về sau, chuyện của tôi không được báo chú Khôi nữa nghe chưa? Biết rồi, biết rồi. Lần nào cũng biết rồi, mà lần nào cũng làm sai hết trơn á. Thì
trong hoàn cảnh đó tôi cũng đâu có làm khác được đâu. Bây giờ phải có người lớn ở đó chứ. Mà mẹ bà với Dượng bà đi du lịch rồi, bây giờ biết báo cho ai bây giờ? Ê, chết rồi. Mấy bữa nay á, tôi quên gọi điện thoại cho mẹ rồi. Có khi nào mẹ tôi nghi không? Chứ giờ bà gọi điện thoại mà mặt mà bà hốc hác vậy, mẹ bà còn lo thêm nữa đó. Vậy giờ sao? Để tôi gọi. Không được. Tôi gọi tôi cũng đâu biết nói gì. Cái này tôi cũng không biết nữa. Dạ cái mẹ tụi con mới về. Ừ. Sao? Đi vui không? Dạ cũng vui lắm mẹ. Tụi con định đi tham quan thêm nhiều chỗ nữa. Nhưng mà Kiều nói là mẹ ở nhà không ai chăm sóc cho nên tranh thủ về. Mẹ cảm ơn con dâu. Mẹ tự lo được mà. Chứ lại ở nhà còn mọi người chứ đâu phải có mình mẹ đâu. À, dạ biết là như vậy. Nhưng mà tụi con vẫn cứ lo. Hay là lần sau á, tụi con có đi du lịch, mẹ đi cùng với tụi con luôn nha. Dạ. Thôi đi. Mẹ lớn tuổi rồi, đi theo hai đứa giống như là kỳ đà cản mũi gì đó. Mẹ ở nhà được mà. Thôi hai đứa đi tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Dạ. Dạ con xin phép. Ừ. Đi anh. Đó. Anh nói nhà mẹ không sao rồi, em cứ lo xa hả? Giờ nghe mẹ nói vậy em yên tâm rồi. Anh nè, sao mấy ngày nay á em không gọi được cho con, mà con cũng không gọi cho em luôn? Chắc là con bận học á cho nên không gọi cho em á. Bận gì thì cũng phải gọi cho mẹ một tiếng chứ. Mà nghĩ em dở thiệt á. Lúc nói chuyện với con em không hỏi số điện thoại của con, em cứ nghĩ gọi qua mạng xã hội là được rồi. Giờ mới thấy mình thiệt là tệ luôn đó. Tệ gì? Con lớn rồi mà. Buông ra coi cái ông này nè. Buông ra coi. Làm gì vậy? Làm gì trong nhà không nói, lôi ra đây nói. Làm chuyện mờ ám đúng không? Mờ ám cái gì, chuyện này quan trọng lắm. Nghe nè. Gì? Tôi thấy Ngân vậy á, xót xa quá. Làm như có mình ông xót xa vậy. Tôi cũng xót xa vậy. Nhưng mà trên đời này á, ăn giùm được, làm giùm được, đau lòng không giùm được. Biết là như vậy. Nhưng bây giờ mỗi lần mà gặp Ngân cái thiệt á, chịu không nổi luôn á. Bây giờ sao ta? Bây giờ sao cho Ngân vui ta? Có cách rồi, có cách rồi. Cách gì? Bí mật. Chết đã. Ê Nam. Nam. Hay ước gì cuộc sống bây giờ mình có thể chạy bằng pin thay vì chạy bằng lương thực. Ai nói chạy bằng lương thực? Chạy bằng chân mà. Ý, tỉnh rồi hả? Tôi có gì đâu mà tỉnh hay không tỉnh. Tôi chỉ mệt chút thôi. Đúng rồi, bây giờ mình cứ sống cho vui vẻ đi. Cái gì mình quyết tâm bỏ thì bỏ. Còn nếu mà hả mình buồn quá mình khóc, khóc xong thì thôi. Tôi chỉ cần thời gian thôi. Hay quá. Cái gì cũng phải cần thời gian mới quên được chứ. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều phơi bay, ngập ngừng ta hỏi nhau, nhớ bao nhớ không tên. Ừ thì nhớ không tên. Đi giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Tân nay ta gặp nhỏ trong nắng chiều phôi bay, ngập ngừng ta. Ta hỏi nhỏ, nhỏ bao. Xin giới thiệu với bạn Ngân. Đây là con robot do mình sáng chế, đặc biệt để phục vụ nhu cầu giải trí cho bạn Ngân. Bạn Ngân có thể yêu cầu bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Vậy con robot này có thể vừa hát vừa nhảy không? Được chứ, robot. Dạ. Yeah. Cái đầu. Cái đầu à? Cái đầu. Yes, I'm so many, I'm trying to. Nhanh chứ mà, look at my shirt, my scrum.
mặt trời quên mà xóm ơi em xó mới đem trọn đời như anh dùm mặt trời mà chỉ quên mặt trời. Ủa cuối cùng là có thích tiếp mục này không, sao tất cả là chạy ùa vào vậy? Nè em xó mới đem trọn đời mà chỉ quên mặt trời ơi. Cậu ơi, Làm miếng nước đi, cực lắm á. Chạy ra đầu ngõ mua chai nước về, uống mình lấy sức cái mình vô, mình nói chuyện với cô Ngân. Đi về. Cái gì? Đi về. Ủa sao vậy? Chưa gặp người ta nói chuyện mà về gì cậu? Chứ đây làm gì? Thì ở đây mình gặp thì mình vô, mình nói chuyện với người ta, mình bày tỏ tấm lòng của mình, đúng không? Tự nhiên cái về là sao? Nhưng mà Ngân không muốn. Ủa sao cậu biết Ngân muốn hay không muốn? Cậu mới vô gặp trực tiếp người ta, đối diện người ta, hỏi người ta có muốn hay là không muốn. Sao cậu tự quyết định số phận người ta vậy? Đi làm ơn vô nói chuyện với người ta đi. Sao mà nói nhiều quá vậy? Tôi kêu đi về là đi về, đứng đây một lát nữa Ngân thấy thì sao? Ủa gì kỳ vậy trời? Yêu nhau mà sợ thấy nhau. Chú Đinh, cho tôi chai nước. Trời ơi, xém uống ngủ trời. Có liền. Mẹ. Ừ. Ủa sao mẹ thấy hình như là con đang lo lắng chuyện gì phải không? Dạ, cả tuần nay con gọi điện thoại cho bé Ngân không được, mà Ngân cũng không gọi lại cho con nữa. Con không biết là có chuyện gì xảy ra không? Vậy là Kiều nó không hề biết chuyện Ngân không hề đi du học. Nhưng mà con có số của nó không? Dạ, con cũng sơ suất quá. Lúc đầu á thì Ngân nói với con là chưa có mua được số. Rồi sau đó con cũng quên luôn. Vậy con với nó liên lạc bằng cái gì? Dạ, hai mẹ con chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội thôi mẹ. Vậy là con chưa có số di động của con Ngân. Dạ. Nè, mà mẹ thấy con cũng sơ suất quá. Ngay từ lúc đầu là con phải đưa con Ngân qua bên đó, coi chỗ ăn, chỗ ở của nó có ổn định hay là không, rồi con mới trở về. Dạ, cũng tại con hơi chủ quan quá. Em ơi. Dạ. Cho chị hỏi chút chuyện được không? Dạ chị hỏi đi. Xinh đẹp hơn trong hình, để coi cô gái này có điều gì mà mê hoặc anh Khôi đến như vậy. Xung quanh ở đây á, có vườn rau nào mà organic không ha? Chị đang tìm á. Vườn rau của tụi em là organic nè chị. Ồ vậy hả? Dạ. Trời may quá à. Chị đi tìm từ sáng tới giờ luôn á. Dạ chị biết sao không? Thú thiệt với chị là trồng rau hướng đó thì nó hơi khó, với lại cũng tốn kém tiền bạc á, nên là người ta cũng kén chọn. Chị rất là thích những người trẻ mà chịu khởi nghiệp như em. À, vườn rau này của em làm với bạn hả? Dạ đúng rồi, em làm với hai người bạn thân của em nữa. Đầu ra làm sao ha? Dạ chị hỏi thì em cũng xin nói thiệt là do tụi em chưa có kinh nghiệm nhiều á, nên là rau của tụi em bị sâu với lại ốc sên ăn. Tụi em chưa có thu hoạch được nên chưa có bán ra. Không sao hết á. Mấy cái chuyện này mình chỉ cần khắc phục bằng kỹ thuật. Thì những cái loại rau hữu cơ như vậy không phải lo về đầu ra đâu. Thật ra là chị đang tìm những cái loại rau organic như vậy nè. Cho nên là cho chị số điện thoại được không? Có gì mình hợp tác. Dạ em không có số di động. Thời buổi bây giờ mà không xài điện thoại di động luôn. Ủa vậy rồi muốn gặp em hay là muốn mua rau của em rồi tìm em bằng cách nào? Chị gọi cho bạn em đi. Bất tiện dữ vậy luôn á hả? Vậy còn cách nào để gặp em không? Chị đến đây là gặp em à. Thôi chị cứ tự nhiên tham quan nha. Dễ thương, nói chuyện thu hút lại trong sáng. Anh Khôi thích là đúng rồi.
bây giờ chụp một tấm hình để gửi hoàng tử bạch mã của tôi coi nào. À, đẹp chưa, đẹp chưa, nội ơi, người đẹp như hoa luôn. Làm gì? Hả? Né ra coi, tao đang chụp hình mà chật chội cái mặt vô vậy. Sao vậy? Có tôi vô tấm hình nó mới đẹp mà. Nè, tôi đang chụp hình mặt tôi và hoa rất là đẹp để tôi gửi cho hoàng tử bạch mã của tôi. Ông chọt cái mặt ông vô là làm sao mà đẹp được mà đẹp. Hoàng tử nào nữa? Hoàng tử bạch mã của tôi ở trong đây. Trời ơi, đây, người đây, đây hoàng tử bạch mã hả? Chứ sao? Tôi nói bao nhiêu lần rồi không nghe. Toàn là lừa đảo không. TV, người ta đã nói vậy rồi, không chịu tin TV là sao? Đừng có ganh tị nha. Người ta là người đàng hoàng, người có kiến thức, người giàu có, mà ai mà lừa đảo tôi cái gì mà ông cứ nói người ta lừa đảo tôi. Bây giờ mình suy nghĩ đi, nếu như có những người như vậy có thời gian rảnh để lên mạng không? Hay là người ta phải đi kiếm tiền? Những người vậy đa phần là người ta đều phải tập trung vô công việc, lúc nào cũng bù đầu bù cổ công việc. Có rảnh lên mạng tìm người yêu không? Suy nghĩ đi. Cái miếng sao ta lên ta nói chuyện với tôi thích người ta, ta thích tôi được rồi. Tôi không nói nữa, để lừa đảo xong đi rồi bị lừa đi, rồi lúc đó quay qua tôi khóc, nói tại sao không nói trước. Tôi nghe điện thoại. Alo. Dạ đúng rồi, dạ tôi là Như. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ nhận quà nước ngoài đúng không? Dạ. Dạ, dạ rồi, dạ. Dạ. Dạ đóng 4.000 hả chị? Dạ rồi. À, giờ tới chiều tôi chạy ra tôi nhận rồi tôi đóng. Hả? 4.000 đô hả? Trời đất ơi, 4.000 đô làm gì có tiền mà đóng 4.000 đô. Tôi tưởng đóng 4.000 Việt Nam đồng á. Thôi giờ vậy đi, để tôi điện thoại qua bên kia tôi nói cho hỏi kỹ lại coi sao nha. Đâu mà đóng dữ vậy? Rồi rồi. Sao nhìn tôi vậy? Trời, sao nhìn tới giờ này còn chưa hiểu được vấn đề hả? Ngán chạy tiền đóng cho nó 4.000 đô đi. Hứa tặng gì vậy? Đồng hồ với chiếc nhẫn học xoàn gì đó. Trời ơi, học xoàn đúng hả? Ờ. Đóng 4.000 đô đi. Học é còn không có để thấy đi. Chứ đâu ra học xoàn. Ủa, nói vậy không lẽ tôi bị lừa thiệt? Trời ơi, không lẽ tôi bị lừa nữa chứ. Lừa chắc rồi, tôi nói không có chịu nghe. Trời ơi, tôi cũng đẹp mà tại sao tôi bị lừa vậy Ninh? Không, cái đẹp thì tôi không dám công nhận. Giờ sao Ninh? Tỉnh mộng chứ sao? Trời ơi. Trời, bạch mã hoàng tử của tôi đã... Đừng có mơ tưởng. Anh đang buồn mà cứ giỡn giỡn hoài. Trời ơi, bạch mã hoàng tử của tôi đã tan giấc mộng tan tành rồi. Sao bà buồn mà tự nhiên tôi bị đau vậy trời? Yên tâm đi, để tôi trang điểm cho bà, nên mặt bà xinh tươi lên nè. Được không vợ? Sao không được? Trời ơi, nguyên hộp mắt hồng của tôi thấy lên mặt bà hết trơn rồi nè. Mặt hồng hào xinh tươi chưa? Làm kỹ nha, chứ mẹ tôi để ý dữ lắm á. Không tin tưởng tao nghề tôi hết á. Nè, nhìn kỹ coi. Đây, đây, nhìn coi. Ê, cái môi được không? Ừ, hang, hèn chi nãy giờ dặm quá thì dặm luôn mà. Đấy coi, mặt hơi tái nè. Được rồi, ngồi đây nha. Tôi vô tôi lấy cái màu môi khác. Kiếm cho kỹ á. Trời ơi, biết rồi. Hả? Mẹ gọi hả? Cảm giác mình đứng đây. Dạ, con chào mẹ. Con làm gì mà lâu bốc máy vậy? Mấy bữa nay con đi đâu? Mẹ gọi cho con quá trời không được, con có biết là mẹ lo lắm không? Dạ, tại mấy nay con bận học bài thi với mẹ. Con về tới là trời khuya rồi, con sợ mẹ đang ngủ nên không có dám gọi cho mẹ. Lần sau con đừng có làm như vậy nữa nghe không? Thôi bây giờ con đọc số điện thoại cho mẹ đi, để lần sau có gì mẹ gọi thẳng số điện thoại cho con luôn cho tiện. Dạ thôi mẹ ơi, mẹ gọi qua mạng xã hội được rồi, gọi điện thoại di động chi cho tốn tiền.
Bây giờ có tốn á thì mẹ cũng phải gọi cho con, chứ không bà nội trách mẹ là không có quan tâm con đó. Bà nội hỏi thăm con hả mẹ? Nội nói là đáng lý mẹ phải đưa con qua tận nơi, rồi lo chỗ ăn, chỗ ở cho con đàng hoàng đó. Con lớn rồi, mẹ đừng lo cho con nha, con tự chăm sóc bản thân mình được. Nhưng con là con gái, con ở bên nước ngoài một mình, không có yên tâm được, con hiểu không? Ủa, Ngân nè. Tắt rồi. Trời ơi, là bắt đầu quá chứ. Xin lỗi bà. Tôi tâm hết quá. Sao tự nhiên chưa chuẩn bị xong gì hết mà gọi vậy? Sao tôi biết được, mẹ tôi gọi bất chợt mà. Có nghi ngờ gì không? Chắc không nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà không biết tiếng mà có lớn không, mẹ tôi có nghe được không nữa. Trời ơi, làm tôi đứng tim luôn á. Hôm bữa gọi một lần hỏi tôi rồi là tôi hết hồn bất chí rồi. Gọi rồi hả? Rồi bà nói sao? Thì lỡ nói bà ở đây với tôi rồi. Chết tôi rồi cầm ơi. Chứ giờ sao giờ? Tôi hả? Tôi đâu có nói dối được đâu. Mẹ bà hỏi quá, nhưng mẹ bà nghi ngờ rồi, nên giờ tôi phải nói luôn. Thiệt luôn á. Chắc hôm nay là gọi điện là mẹ bà biết rồi, mà gọi điện dò hỏi một lần nữa coi bà có nói thiệt với mẹ bà không đó. Vậy giờ sao giờ? Giờ sao có biết đâu, hay bà bỏ đi nước ngoài thì cũng đi. Nhưng mà sao không đi được? Không đi được. Không đi được thì thôi chứ sao. Không đi được thì ở đây trồng rau với tôi. Vậy mà cũng tin mà nghĩ sao vậy? Hả? Con nhỏ này làm hết hồn luôn á. Mới chuyện này thì thích chuyện này nữa. Đừng giận, giải tỏa tâm lý cho bà thôi. Chứ bà nghĩ sao vậy? Tôi mà nói với lại hả Việt Kiều, vậy là Việt Kiều bay lên đây kiếm bà rồi. Quên nữa, công nhận bà hay thiệt á. Sao biết bà chuẩn bị cái này vậy? Thì lần đó Việt Kiều gọi cho tôi chắc chắn là sẽ có chuyện thôi. Chuẩn bị liền, thấy chưa? May mắn chưa? Hồi nãy hơn là bà dặn tôi rồi á, tôi đã đúng cái điểm bà chỉ tôi đứng luôn á. Không có nghi ngờ gì hết đúng không? Chắc vậy, chắc không sao đâu. Trời, sống với bà thiệt á, hồi hộp ghê. Đáng lẽ từ đầu là phải đi du học thiệt á. Đi du học là có thêm một phần kiến thức nè, tránh được chú Khôi của bà nè, mẹ bà đỡ lo lắng nè, bao nhiêu chuyện tốt luôn. Thì tôi cũng nghĩ là tôi sẽ đi để tránh mặt chú Khôi mà. Thôi tránh đi là phải tránh đi nước ngoài á, chứ làm sao mà tránh trong nước được. Tránh trong nước thì bây giờ hả, thích cứ lên xe thôi. Hôm nay tìm ra, mai cũng tìm ra. Bà hay quá à. Biết tôi tránh chú Khôi, vậy mà còn gọi báo cho chú biết nữa. Bữa đó là đã nói là người ta thấy tội nghiệp quá, người ta không có nỡ thì người ta mới gọi, chứ đâu phải là muốn gọi đâu. Nè, đừng có trách tôi nha, bà phải lo thân bà đi. Bây giờ chú Khôi của bà đã biết chuyện bà ở đây rồi, thì sớm muộn gì Việt Kiều với Dượng bà cũng biết bà ở đây thôi. Tính trước đi nha. Vậy giờ sao? Tại sao lại kỳ như vậy? Sao đang nói chuyện mà lại cúp máy ngang như vậy? Hay là có chuyện gì mà con Ngân nó đang giấu mình? Mẹ bà gọi. Ê, qua chỗ này. Khoan. Mặc cáo vô. Mặc cáo vô. Tại đâu ngủi. Bây giờ khoác lại đi. Ừ, thôi. Ê, quên, cáo này bà mặc rồi. Vô đi kiếm cái cáo khác. Tháo ra tôi. Ê, khoan. Gì nữa? Tôi đâu có đi du học. Qua đây. Tôi ở nhà bán rau mà. Vô đó. Dạ, con nghe gì? Vừa cầm hả? Con khỏe không? Dạ. Con khỏe không? Dạ, con khỏe. Dì khỏe không vậy? Dì khỏe, cảm ơn con. Dạ. Cầm nè, con có số điện thoại của Ngân không con? Dạ, con không biết dì ơi. Ủa, chứ hai đứa không có nói chuyện điện thoại với nhau hả? Dạ,
Dạ có chứ. À, ý con làm con chỉ liên lạc qua mạng xã hội với Ngân thôi, nên con không có số ở bên bển. Ờ, vậy hả? Dạ, dì giữ sức khỏe nha dì. Dì cảm ơn con. Chào con. Thấy chưa? Bà nghe điện thoại mà bà hỏi tôi, sao tôi biết mẹ tôi đang hỏi cái gì? Quý quá, tôi không biết trả lời sao hết trơn. Trời ơi, sao bà Linh như vậy? Ôi rồi, tôi nói rồi, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra à. Chứ đừng có nói bà trà bá như vậy, làm sao mà không lòi được. Trời ơi, giờ sao đi cầm? Không biết. Bà là chuyên gia mà bà không biết hả? Chuyên gia trồng rau thôi chứ không phải chuyên gia nói vui. Mẹ. Ừ. Không khí trong nhà ngột ngạt lắm phải không con? Mẹ tính vậy nè, vợ chồng con sắp xếp đi, rồi gia đình mình đi du lịch sinh thái ở một chỗ nào đó mà có trồng rau, trồng hoa hay là nông trại trang trại gì cũng được, để mình thư giãn lại, con thấy sao? Dạ, con cũng thích những chỗ như vậy lắm. Ừ. Để con nói anh Kiên sắp xếp thời gian rồi cả nhà mình cùng đi mẹ ha. Ừ. Mẹ tính là rủ luôn cả thằng Khôi với con Thiên Ý đi theo, để tạo cho tụi nó cái mối quan hệ tình cảm cho nó tốt đẹp đó mà. Được không? Dạ. Vậy để con nói anh Kiên tìm xem địa chỉ những nơi đó như thế nào, rồi mình cùng đi. Thôi khỏi, vợ chồng con bàn bạc coi ngày nào đi. Chứ còn địa điểm thì mẹ đã có rồi. Mấy bà bạn có giới thiệu mẹ một khu du lịch sinh thái rất là đẹp. Dạ. Ừ.